lá bó được cho ăn chảo, đảo thật đều, sau từ 1 đến 5 phút cho đến khi nhiệt độ của lá đạt khoảng từ 30 đến 40 độ là được. Rồi ta bắc ra. Lá bó sau khi được xào từ 1 đến 5 phút, ta đổ rượu cho đều, dùng thìa đảo lá thật đều lên. Chúng cô gồm một tấm bài xô kích thước dài từ 32 phân, rộng 2 phân, hoặc một chiếc khăn sứa của trẻ sinh dài 32 phân, rộng 2 phân. Nhà thuốc sẽ hướng dẫn cách gọi lá bằng bài xô trước. Lá bó được đảo đều rồi xúc lá thì ông chảo cho tấm vải xô, dùng thìa dàn mỏng đều tay và vuông góc bốn cạnh, sau đó ta gấp vuông góc bốn đầu lại. Mặt ngoài của lá, bệnh nhân dùng một tấm giấy hoặc một tấm inox là mặt ngoài của lá. Người ta ngửa lá lên. Đây là cách ngoài lá thứ nhất của nhà thuốc. Có cái lá ngoài thứ hai, bệnh nhân dùng một chiếc khăn sứa của trẻ sinh, các bạn đổ ra. Cứ mở miệng túi, ta xúc lá từ trong chảo ra. Ta dàn mỏng đều tay, xóc lá rất đều, dàn mỏng đều tay. Mặt ngoài của lá, bệnh nhân dùng một tấm giấy hoặc tấm inox cũng được đặt mặt ngoài của lá, sẽ ngửa lá lên. Đây là cách ngồi lá thứ nhất và cách nhau thứ hai của nhà thuốc. Bệnh nhân thì chọn cách 1 và cách 2 cũng được, người ta vào vị trí bị bệnh. Trước khi nhà thuốc điều trị gãy xương cho bệnh nhân, nhà thuốc sẽ xem lại các phích quang kiểm tra định kỳ mới nhất của bệnh nhân. Sau 8 tháng, bệnh nhân bị gãy di lệch hoàn toàn 5 xương bàn chân phải. Kết ra bệnh nhân bị gãy 1/3 trên xương đùi, đám mổ phẫu thuật đóng đinh nội tùy. Còn đây là hình ảnh bệnh nhân bị gãy 1/3 dưới xương chày và xương mác. Trên máy chụp thể hiện bệnh nhân bị gãy di lệch và dập bóc tách hoàn toàn 5 xương bàn chân phải. Hình ảnh xương bàn số 2 của bệnh nhân đường gãy di lệch đẩy ra sau, và xương bàn số 4 của bệnh nhân
đi lệch hoàn toàn để ở trước. Hình ảnh về trưng bào dập di lệch rất phức tạp. Còn đây là kết quả sau khi bệnh nhân đã mổ phẫu thuật đóng đinh nội tùy được 8 tháng. Trên bên chụp thể hiện xương đùi của bệnh nhân đường gầy có nứt và hở khá là nhiều. Sau 8 tháng bệnh nhân mổ phẫu thuật đóng đinh nội tùy, trên phim thể hiện xương đùi bệnh nhân chưa có dấu hiệu gan hóa một chút nào, đặc biệt là xương chày, xương mác của bệnh nhân đường gầy còn nứt và hở khá nhiều. Xương mác bệnh nhân di lệch hoàn toàn để ở sau. Hôm nay bệnh nhân về với thuốc, nó kết hợp bỏ thuốc nam và cho bệnh nhân uống thuốc nam nhanh nhìn xương. Tiên lượng điều trị khoảng từ 2 đến 4 tháng là xương của bệnh nhân sẽ liền. Sau đó bệnh nhân cần thêm thời gian tập luyện là có thể đi lại, cử động, làm việc được bình thường. Anh đâu mà gầy nhiều xương này? Anh đi làm về đêm ô tô lao. Anh ngủ tất cả được mấy tháng rồi? Ngủ đến nay là được 9 tháng. 9 tháng. Anh là gầy xương đùi nhé, kết hợp với gầy xương chày, xương mát, đặc biệt là anh chỉ gầy xương bàn này, 5 xương bàn. Cái đại chưa đi ăn được đúng không? Hôm nay thì trong nhà mất điện thì em sẽ quay hình ảnh anh ngoài này trời nhé, ngoài xương thẳng. Trước khi đắp thì là bố được sang ngày rồi, sang ngày nhé. Dụng cụ thì mình dùng bắn phun này. Mỗi miếng thì mình quấn em từ 5 đến 7 lượt, thôi từ 5 đến 3 lượt nhé. Anh kể lại quá trình cái tai nạn thế nào mà mình thấy nhiều xương. Em sang đường, ô tô lao vào, lao vào. Tai nạn đúng không? Lúc đó thì anh được cấp cứu và đi lại cho đâu? Anh cắt điện thoại cho em. Em sang về đích. Gầy anh gầy cào một hệ thống xương bên này đúng không? Chúng ta phải quấn em bó anh xương bàn trước nhé, xương nhẹ trước đến xương nặng. Trong máy này hôm nay mất điện, có máy này sáng. Đây là bó được cái đắp được quấn rồi nhé. Em nhìn thấy 5 chân bàn bó thì không nhẹ chưa. Đây đặt trực tiếp đấy nhé. Xương này bó các in lệch này có thể nó sẽ giảm lệch rất là nhiều nhé. Bây giờ gói thuốc của em thì hơi nhức một tí nhé, hơi nhức một tí, sau này nó giảm nhức và hết, nhức đau hết đau rồi, là bó 5 ngày một miếng. Tắm chứ anh phải bỏ ra được để sao đắp vào thì đắp vào xương chày xương mác cũng vậy nhé. Cái mổ của anh liền liền rồi. Xương chày của anh xương mác nó lệch nhiều nhé.
đấy nhá. Là hàng ngày dặn anh nhá, anh vui nghe cho em từ đùi xuống nhá, xuống bàn chân này. Cái này chân anh đang nung nhiều hết, ba khúc đã nung nhiều hết. Cái nguyên nhân gây tai nạn nó có xe có kéo nên anh không phải lấy nhiều. Có thể lắp ngang này nhé, phải lắp dọc ra đây. Có hiểu ý em nói không? Là điều gì thứ 2 đến 4 tháng mới khỏi hoàn toàn nhé. Đặc biệt là kiêng rượu bia cho em. Đắp cùng một tháng sau thì anh ngâm lá nốt này cứu siêu thông tần cho em nhé. Ngâm cho em thì anh cứ tập phải tập cho em nhé. Ngâm lá và tập đi cho em. Cho ngâm rượu cho em nhé, để anh chị bóp nhé. Rồi, quay sang rồi, đó nhé, quay sang rồi anh nhé. Ta cùng xem các phi quang kiểm tra định kỳ sau khi bệnh nhân điều trị tại thuốc được 2 tháng bằng phương pháp đắp thuốc kết hợp của phương Nam nhanh nhẹn xương. Ngày trước bệnh nhân điều trị cho bệnh nhân, nhà thuốc rất chú ý và để tâm vào năm xương bàn chân của bệnh nhân. Đây hình ảnh sau khi bệnh nhân bị gãy được 8 tháng của gia viện chụp chứng lại. Trên phim thể hiện bệnh nhân bị gãy dập phức tạp hoàn toàn năm xương bàn chân, xương bàn số 2 của bệnh nhân di lệch đẩy ra trước và xuống dưới, xương bàn số 3, số 4 của bệnh nhân với phức tạp bóc tách đẩy lên trên và ra sau. Còn đây là phim chụp sau khi bệnh nhân điều trị tại thuốc được 2 tháng. Trên phim thể hiện xương bàn số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 của bệnh nhân đã liền hoàn toàn và không còn di lệch như lúc ban đầu khi điều trị tại thuốc. Ta so sánh hai kết quả sau khi và ngày trước bệnh nhân bị gãy. Hình ảnh xương bàn số 2 di lệch chồng xương bàn số 3 sau khi bệnh nhân điều trị tại thuốc không còn di lệch. Hình ảnh xương bàn số 4 gắn liền hoàn toàn và không còn di lệch để lên trên. Xương bàn số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 gắn liền hoàn toàn. Bệnh nhân cần điều trị tiếp tháng thứ 3 là có thể đi lại được, cần thêm thời gian tập luyện kiên trì, sau đó bệnh nhân có thể đi lại làm việc được bình thường.
anh nhé. Hôm nay em sang xin hình ảnh của anh về quá trình em bị gãy 1/3 xương đùi. Đây là một cái xương chảy xương mát và gãy 5 xương bàn chân. Anh từ anh có thuốc mấy tháng rồi? Em có thuốc của nhà thuốc mình là được 3 tháng. Sau đó anh có tập luyện và đi lại bao nhiêu thời gian anh bỏ được lại? Em được 4 tháng rưỡi. Tập cộng 1 tháng rưỡi là bỏ lại nhé. Bây giờ anh đi làm được chưa? Em đi làm được 3 tháng. Vâng. Anh có đi kiểm tra phim nhé, mức độ tiến triển của xương như này là được trên 80%. Trên 80%. Nhà đi lại là tốt đúng không? À, anh đuổi ra cả vào đây. Anh bạch chân đi. Giờ đi lại là còn hơi lệch tí đúng không? Ngày trước anh kể cho em biết là đi đâu mà em bị gãy xương nhiều xương này. Em trên đấy làm là sang đường mà sang đường cán vào. Đã anh làm ở gần nhà nó. Anh đi ra một vòng dài nhé. Qua để đây quay lại cho em. Em không hai vòng. Đi đứng kia lên được. Sau khi bệnh nhân bỏ thuốc được 3 tháng, hiện tại bệnh nhân đi lại rất là tốt, bệnh nhân đã đi làm được. Rồi, anh quay đây anh ạ. Anh đi làm tất cả được mấy tháng ấy nhỉ? Em làm được 3 tháng. 3 tháng. Dạ. Anh đi lại này cũng khá tốt rồi. Vâng ạ. Anh đi dịch đến đây, anh đi vòng dài đằng kia cho em. Rồi anh quay lại, đi thẳng đây. Đi dài một tí nhá, đi qua cái cây anh ạ. Cần thêm thời gian tập luyện là anh đi lại bình thường, nhanh năng đạp xe cho em nhá. Bệnh nhân đi lại rất là tốt, gần như bình thường nhỉ. Cần thêm thời gian tập luyện và đạp xe làm bệnh nhân còn đi lại được bình thường. Anh đi vậy nâng vẩy cao chân lên. Nắng rồi. Anh đi tiếp thêm vòng nữa. Anh tiếp vòng, đi tiếp vòng nữa. Rồi quay đi tiếp vòng nữa. Đi này là rất là tốt rồi. Anh bị gãy 5 xương bàn chân khá nặng. Anh có
đầu cũng là bó thuốc, bó nhức lên này hay là giảm luôn. Sau này nghe là em bó thuốc là thuốc bình thường, không có hiện tượng. Sau mấy tháng anh đi kiểm tra xương là can được tốt. Và can sau một tháng bắt đầu can kiểm tra 80%. Tổng cộng điều trị là 3 tháng đúng không? Kiểm tra thì em mất thua là tốt rồi. Nếu anh cần thời gian tập luyện và kiêng kiểm tra cho em nhé. Là anh đi lại bình thường. Lần sau em sang hoàn thiện hình ảnh là anh đi lại hoàn toàn bình thường nhé. Em chào anh nhé. Chúc anh thành công. Vâng, bây giờ anh làm thì em làm khi thành tính là xong rồi.